Chào mọi người, hôm nay mình chuẩn bị nấu hai món ăn tối nha. Thì đậu hũ mình bỏ chút xíu tiêu, nêm gia vị, bột nêm, chút xíu bột ngọt, rồi chút xíu tỏi. Mình trộn lên cho đậu hũ nó thấm gia vị. Giờ mình dầu nó nóng rồi, mình thử chút tỏi nó thơm rồi, giờ mình cho đậu hũ vào. Nếu mà không biết ăn món gì, các bạn ơi, đi chợ mua mình quê mình lại coi thử cái nào mình nấu nhanh gọn lẹ mình về mình nấu. Trộn về trộn lại cho cái đậu hũ nó chín đó các bạn. Mình nêm chút xíu bột nêm. Cho nấm đông cô các bạn, mình mua nấm tươi á, cái nấm đông cô này nó thơm á, nên mình thích ăn cái nấm này xào. Thì đậu hũ nó chín rồi á, thì mình cho nấm đông cô vô. Rồi bông cải xanh, cải xanh mình cũng trần với nước sôi rồi các bạn. Nó hơi chín chút xíu rồi xong thì mình xào này cho nó nhanh. Này không phải mình ăn chay nhưng mà tại vì lâu lâu thích ăn đậu hũ xào vậy thôi. Mình có một món xào thật là ngon, bây giờ mình cho thêm chút xíu tiêu. Nêm lại chút xíu như cho nó đậm đà. Mình nấu ăn mình thường nêm cái bột nêm gà các bạn. Cái này mà tìm thêm chút nước tương tắm nữa là hết sảy thôi. Rồi tiếp tới mình làm một món cá hồi chiên. Mình thấy cá hồi bữa nay nó cũng tươi quá, cái mình mua vài lá cá hồi về mình ướp xả với muối bột ngọt xả ướp, mình để cho nó thấm. Rồi giờ mình chiên, thơm đó, cái mùi xả vậy, ớt khô á, như mùi thật là thơm tới bụng này mọi người ơi. Hôm nay mình chỉ ăn đơn giản hai món như thế này thôi. Rồi giờ cá đã vàng rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình dọn ăn. Bye bye mọi người, giang hẹn gặp lại.